xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trường Audio Bắc Giang với video tiếp theo. Em test thử hai sản phẩm cho hai bác. Một bác ở Hải Dương, thì bác ở Hải Dương là bác Phạm Công Tăng, bác ở Thanh Miện Hải Dương. Bác đặt bên em một cục trầm hơi sở hữu bát 40 trầm bãi nhé. Có mã là DTS, trong ngoại hình thì rất đẹp nhé. Khi được bên em vệ sinh sạch sẽ thì là những sản phẩm lúc nào nó cũng được đẹp, luôn thành tận cảnh, và nó rất chi là hình thức, nó về cấu trúc của nó thì rất chi là bắt mắt. Đây là cục trầm hầm nhé, trầm hầm sở hữu bát 40 từ 220 và côn 100. Với một chiếc trầm này thì nó công suất nó đánh rất chi là hay nhé. Các bác dùng khối ghép với các bộ cao kê trong gia đình thì nó rất chi là tuyệt vời. Và em test một đôi loa Western hàng của Anh nhé, Western Pro. Mời các bác chiêm ngưỡng sản phẩm Western Pro cho một bác khách. Bác ở Hải Phòng, bác nhận hàng ở bến xe Cầu Giao nhé. Với sản phẩm Western thì nó sở hữu bát 30 và tép kèn từ 17. Với bộ phân tần của những cái dòng loa Western này thì rất chi là kinh khủng nhé. Với sở hữu bát 40 và bát 30 và tép kèn, với củ từ nó lên đến khoảng 19 cm, với dòng loa này nó rất chi là nặng, một trong những hàng khủng của Anh nhé, đến từ Anh Quốc nhé, sản phẩm đến từ Anh Quốc. Các bác mà đam mê âm thanh thì những dòng loa Western Pro sở hữu bát 30 và tép kèn thì các bác cũng biết chất lượng của những dòng loa này. Đây, mời các bác xem nhé. Đây, những sản phẩm Western Pro này bên em là cũng không còn nhiều đâu, chỉ còn khoảng 5 cặp thôi. Bác nào muốn được sở hữu những cặp loa Western Pro này thì hãy điện cho em. Công suất của dòng loa này nó dao động từ 400W đến 800W nhé. Công suất rất khủng. Và những dòng loa này nó tiếng nó rất hay và rất sáng. Và giờ đây em phối ghép hai sản phẩm của hai bác. Mời các bác nghe sản phẩm Western với phối ghép với cục trầm bát 40 nhé. Thì tiếng nó
rất uy lực nhá. Các bác hãy đeo tai nghe để cảm nhận sức mạnh của cục trầm này. Và báo giá với các bác, cục trầm này chỉ có giá hơn 4 triệu đồng một quả này thôi. Ở đây em phối ghép cả trầm cả loa, mời các bác nghe thưởng thức nhé. Sáng tiếng và rất bay tiếng nhé, với họng tép, cổ tép thì rất chi là khủng nhé. Để video tiếp theo em sẽ giới thiệu về nội tạng của dòng loa Watteron này. Các bác hãy chú ý đăng ký kênh của em để cập nhật được những video sớm nhất khi bên em đưa lên để giới thiệu nội tạng, test thử các sản phẩm, toàn là những sản phẩm thương hiệu, sản phẩm hàng hot. Và các bác có nhu cầu thì hãy alo cho em qua hai số điện thoại 0963101338 và 0962355309. Và những sản phẩm cục trầm này, DTS này, bên em có rất nhiều nhé. Bên em về được khoảng hơn 20 cặp, hơn 20 quả DTS này, 340. Vâng, em cũng xin phép dừng video tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.